xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị trên kênh truyền đình soạn chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện mộ hoàng dưới nền nhà của tác giả công hiếu ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn tập của đình soạn Đi xếp gọn à, cái kia và giúp em cái nào Mọi người lại đây đi Cái này nặng lắm này Tiếng của Toàn văng lên Với cả một đám người đang chuyển vào bên trong căn nhà khá to Có tới bốn tầng đang cần chuyển những đống đồ vào vậy Những người vận chuyển với thân xác toàn lực lượng lúc này Mới bắt đầu hô hào Dùng hết sức của mình để di chuyển đống đồ vào bên trong Cuối cùng là cái tủ khá nặng vào tầng dưới Mất một lúc chật vật thì cuối cùng cũng đã đúng vị trí mà Toàn ưng ý anh ngó nghiêng kiểm tra Lại hết tất cả một chút Sau đó thì gần gù ra vẻ là ưng ý Bà tính đồng hồ cuối cùng Thì cũng đã xong Bắt tay với mọi người sau đó bồi dưỡng thêm một chút Tiến khách ra ngoài Toàn đi vào bên trong rồi sau đó Quay người ngồi vào chiếc ghế Ngắm nghĩa lại thành quả của mình Công sức bao năm làm động vất vả nơi sức người của anh và vợ Cuối cùng cũng được đền đáp bằng cơ người này mọi thứ bây giờ cũng đã được xong xuôi tinh tươm sạch sẽ toàn gọi điện cho thúy vợ của mình rồi thông báo kết quả sau đó nằm dài sang nghỉ ngơi đợi vợ hai người quen nhau cũng đã được năm năm ở bên nước ngoài cùng chung cảnh ngộ và đã đồng ý tới hôn nhân sau đó hai người cùng nhau mua đất xây đến căn nhà to trên mặt phố như vậy đôi vợ chồng trẻ này làm cho ai nấy hết sức ngưỡng mộ cùng nhau phấn đấu vậy mà bây giờ đã có chỗ đi về ổn thỏa. Thúy thì đi về nhà cũng đã mở ra một số quần áo để kinh doanh, còn Toàn thì đợt này về sau cho nên cũng chuẩn bị xin vào một công ty nào đó là bản giấy. Tạm thời trước mắt là hoàn thiện nhà cửa thế này, tân ra các thứ, bố mẹ giúp cho anh lo liệu xong hết cả. Vậy là cuộc sống từ nay sẽ ổn định, hai người cũng không còn phải đi thuê nhà ở xa nữa. Từ hôm đó Thúy đi về nhà rồi ngồi ăn cơm cùng toàn. trồng cái chỗ này khá yên tĩnh, ở sâu trong một con hẻm nối ra trục chính bên ngoài. Gần như là tách biệt với khu phố ồn ào náo nhiệt ở ngoài kia. Các nhà rộng rãi như này thì tất nhiên là có hai vợ chồng ở thì chắc cũng không ở hết. Cho nên toàn nói với vợ là sẽ đón bố mẹ lên khi nào ổn định công việc. Thúy nghe vậy thì cũng mỉm cười đồng ý Bữa ăn cơm xong thì đồng hồ chỉ 8 giờ. Trẻ mùa đông cho nên bầu trời tối om. Những gió thổi bên ngoài như muốn cắt ra cắt thịt vậy. Ai đi ra cũng phải mặc quần áo ấm giữ kín chứ không bị cảm lạnh mất. Giờ bát xong hai vợ chồng đi ra bên ngoài dạo phố trong ngày đông. Có thời gian là cũng phải đi thưởng thức chứ không cứ ở nhà mãi thì cũng hơi ngột ngạt. Áp lực công việc đã đầy dẫy mà hai vợ chồng không có thời gian bên nhau nữa thì cuộc sống hơi buồn tẻ. Quay trở về trên chiếc giường to với chiếc chăn ấm, toàn lúc này đôi máy tính ra làm việc. Chắc mai là anh sẽ đi làm được luôn do có người giới thiệu. Tiền thề thì anh cũng gọi điện về nhà báo cho bố mẹ tình hình mọi thứ đã xong. Nhà cửa đã mua đủ đồ, dọn dẹp gọn gạc sạch sẽ, chỉ chờ hai ông bà lên nữa mà thôi. Lúc đầu bố mẹ của Toàn cũng có ý định từ chối, ở quê thì cái gì cũng thoải mái hơn. Trên đó thì cũng chưa biết làm gì, chỉ quanh trong nhà như này cũng buồn, Toàn lúc này liền tính đáp. Không chỉ có bố mẹ lên ở với vợ chồng con một tháng cũng được, thăm nhà thăm cửa xem như thế nào rồi về. Thế Toàn cưng quyết quá cho nên hai người cũng không thể không đồng ý được, Toàn bảo Thúy. Ngày mai em tan làm sớm nhé, anh cũng tranh thủ về sớm một chút gì đó, rồi đi sang bên nhà hàng xóm xung quanh đây. Coi như là chào hỏi mọi người cùng khu, giờ mình là người ở đây rồi chẳng nhẽ mình cứ sống tùy mình vậy sao? Em biết rồi, thôi nghỉ ngơi đi cũng muộn rồi đấy, mai là ngày đầu tiên anh đi làm mà. Thí cười và đáp lại, các nhà cũng đã tắt ngấm ánh đèn, trong khi đó thì ngoài xa xa, những căn nhà khác ở trong thành phố vẫn sáng trưng đèn đến như vậy những dòng người đi chơi vẫn nối tiếp nhau cả đoàn dài cho đến mái tận khuya thì mới dịu đi được một chút không khí cũng bớt ồn ào hơn chỉ có những luồng gió lạnh thổi vù qua những tán cây ở ven đường và vội nhau mà thôi một đêm trôi qua sáng sớm ngày hôm sau hai vợ chồng toàn dậy cũng khá là sớm để chuẩn bị cơm nước xong xuôi cả hai bắt đầu đi làm ngày hôm nay thì toàn cũng chẳng lấy gì làm lo no, vì đã có giới thiệu rồi cho nên mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn. Giờ trên kinh nghiệm chinh chiến bao năm ở bên xứ người, thì việc nhận luôn là điều dễ hiểu, chẳng mất nhiều thời gian để thử việc. Quả đúng là có thực lực thì toàn nhanh chóng được bên nhân sự đồng ý trở thành nhân viên chính thức của công ty. Toàn đi thăm quan từng phòng chào hỏi và làm quen với từng người. Anh cũng chỉ có mất bấy nhiêu thời gian cũng có thể về nhà nghỉ ngơi ngày mai để bắt đầu công việc. Sau khi về nhà Toàn cũng tiến mua đồ để sang chào hỏi mọi người ở đây. Làm quen như vậy, sau này nhớ có việc gì thì cũng có người giúp đỡ. Gọi là hàng xóm tối lửa thắt đèn có nhau. Người ta vẫn bảo bán anh em xa mua đáng giềng gần đã vậy. Bố mẹ của anh cũng đang gọi điện thông báo ngày mai sẽ lên chứ không phải trong hôm nay vì còn phải sắp xếp lại cửa nhà cho nên vẫn còn thư thư thời gian để sắp xếp chuẩn bị đồ trước. Còn nửa ngày còn lại toàn thu dọn nhà cửa, đi ra ngoài phụ giúp vợ bán hàng. Tới giờ tan tầm hai vợ chồng cũng đóng cửa rồi về nhà. Chiếc xe kinh như vậy bon bon, hòa vào dòng người thấp nập trong giờ tan tầm. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, thành phố đông đúc nhộn nhịp, đoàn người này nối tiếp đoàn người kia. Ai nấy cũng chỉ muốn mau chóng trở về nhà của mình Trời lạnh cho nên cũng tối nhanh hơn mọi khi Về đến nhà hai vợ chồng dọn cơm tắm rửa sạch sẽ Để sang từng nhà một để chào hỏi Ai cũng tiếp đón vợ chồng vô cùng nhiệt tình Nói chuyện rung rả Coi như một buổi êm đẹp Hai vợ chồng quay về tổ ấm của mình Bàn luận với nhau nhiều chuyện và đó đi ngủ Đồ đạc cũng đã đừng sắp xếp xong xuôi Và cũng mừng đã bố mẹ của Toàn ngày mai công sân lên ở cùng với đại cả hai vợ chồng, điều đó thì ai nghe xong cũng chẳng muốn. Sáng hôm sau khi tiếng chuông báo thức vang lên, toàn dậy rồi đi tắm, sau đó tút tát lại bản thân, ăn uống xong xuôi hai vợ chồng mới bắt đầu đi làm, tắt điện rồi khóa chặt cửa lại. Hôm nay đến công ty thì cũng như theo mọi dữ liệu từ ban đầu, cho nên là mọi thứ đều tốt đẹp, năng suất lao việc ổn, với lại một người có kinh nghiệm như toàn cũng luôn được bên trên để mắt. Đi làm cả ngày chỉ chờ tới lúc đồng hồ réo lên. Báo hiệu giờ tan ca thì cũng là lúc toàn kết gọn đồ đạc vào, sau đó đi ra bên ngoài lấy xe. Về đến nơi thì cũng vừa kịp để bố mẹ đã có mặt. Toàn vội vàng chạy lại hỏi. Bố mẹ lên lâu chưa? Sao không bảo con ra đón? Đi như này cũng mệt Có đáng là bao mà có phải lần đầu tiên tao với mẹ mày lên đây Chúng mày không có ở nhà thì tao phải lên trông Chả nhẽ là cứ vất ở đó Trộm nó vào nó khuôn sạch Hai bố mẹ cũng vừa mới tới nơi thôi Bố của Toàn đáp lại Mà vội cánh cửa sau đó đi vào trong nhà Nhưng khi quay lại Thế dưới nền nhà toàn những vết bẩn Là những bước chân Mẹ của Toàn nhìn vào cũng chỉ biết nói Mày bao nhiêu năm rồi Mà cũng chẳng bỏ được cái tính đi sao vậy Toàn Nhà cửa của mày đấy Cứ như vậy thì bỏ đi sớm rồi Ai hơi đâu mà dọn dẹp Thế mẹ nói như vậy Toàn mau chóng lấy đồ đi lau Để bố mẹ ngồi uống nước Thúy trở về lúc này Toàn đã dọn xong Anh ngồi nghĩ ngẩn ngơ không biết lý do gì Sao trong nhà lại xuất hiện những dấu chân như vậy Bố mẹ đang ở đây Thì cũng không tiện nói với Thúy Nếu không lại có nghe những tiếng lầu bầu Phóng ra bên ngoài mua đủ các món ngon Rồi sau đó trở về Chờ rét ăn nóng như vậy thì cũng khỏi bàn cả nhà ăn xong quây quần ra ngồi xem tivi. Toàn một lúc sau anh cũng sắp xếp giường cho bố mẹ, nguyên một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Hai vợ chồng nằm ngủ thì lúc này Toàn hỏi Thúy. Này em có về qua nhà ấy không? Không, em ăn uống ngoài quán, chẳng có khi nào em về cả, có chuyện gì không? Toàn nghe xong thì hoàn toàn khó hiểu, rõ ràng nếu như anh đi vào bên trong nhà cất xe, xe không có một chút vết bẩn thì tại sao dưới nền nhà lại có những vết chân kia được hơn nữa lúc đi vào bên trong chân của anh vẫn còn đi dày mà nếu như vết tích này có xảy ra thì chỉ vào lúc sáng toàn kể lại cho vợ nghe việc lúc về thế nghe vậy thì bèn bảo chắc sáng ngày lúc đi ra ngoài toàn không rửa chân với lại cái vấn đề không có gì to tát cả toàn cũng gần gũ cho qua vậy mà đêm bao phủ bên ngoài là những lớp sương dày đặc xung quanh cảnh vật tạo nên một cảnh mờ mờ ảo ảo trên con phố im ắng nhà nào nhà nấy bấy giờ cũng đã thất đèn nghỉ ngơi tiếng bước chân vang lên trên cầu thang một cách chậm rãi toàn lúc này mở mắt ra vì bị cái âm thanh kia quấy phá nghĩ rằng bố mẹ mất ngủ cho nên là mới đi đến đến đây như vậy mà thôi bản thân của anh cũng ở dưới nhà cũng đã hiểu quá vấn đề này cho nên chỉ kẹt kéo chân lên cao một chút thế nhưng mà nào có được nhưng âm thanh đó mỗi lúc một nhiều hơn bố mẹ của toàn đã phòng dưới thì nhìn nhau rồi hỏi giờ cũng đã quá nửa đêm sao hai đứa nó làm cái gì mà đi xuống đây từ đầu biết nữa chứ chồng nó giờ này đáng lẽ phải ngủ rồi chứ hai người cứ như vậy nói chuyện với nhau nhưng chẳng đi ra ngoài cái âm thanh đó cũng chỉ được một lúc rồi lại im lặng sáng hôm sau toàn trông ế oải hơn mọi ngày vì đêm qua đã mất ngủ anh cũng không dám nói chuyện này với bố mẹ sợ bố mẹ kêu giá như cũng như thúy chỉ cần đặt lưng xuống ngủ được thì tốt biết mấy ngoài ăn sáng toàn cũng chẳng ăn được mấy mà thay đồ đi làm ngay trời sáng thì lành anh cũng phải bận kín đồ găng tay đủ kiểu rồi đi ra ngoài thúy thì nay ở nhà chơi với hai người công việc thì cũng thoải mái vì mình làm chủ xin bố mẹ đi mua thêm chút đồ tham quan nhiều chỗ cho tình cảm đi lên. Vục đầu và đống giấy tờ kia nhưng có lẽ do mệt cho nên chẳng làm được tốt. Người lờ đờ trông vô cùng mệt mỏi. Lúc ăn trưa ngồi vào trong nhóm của mình cũng chỉ được hai ngày rồi cho nên ai nấy cũng thân thích với nhau. Toàn là những người trẻ cho nên cũng thoải mái hơn. Toàn lớn nhất nhưng vào sau nhưng được cái là anh hòa đồng giúp đỡ mọi người cho nên ai cũng quý hôm nay trong nhóm của anh lại thiếu mất một người cho nên toàn hỏi thế là toàn quay sang hỏi chuyện mấy đứa em thế cái mình đi đâu mà sao hôm nay không thấy nói năng gì xin nghỉ hả anh thấy máy của nó trống trong đứa đứa nào thấy phiên thì vào đấy ngồi nhé à cái mình này nó đang bận chuyện anh ạ à. thế bảo mẹ nó cả tuần nay đang bị ma hành cho nên nó đi làm cũng thế ấy cứ nghĩ vẩn va vẩn vơ nay tìm thấy được thầy cho nên là là nó bảo với em là cho nó nghỉ hai mẹ con lên xe lúc sáng sớm tội nó gia đình mỗi hai mẹ con mà bây giờ mẹ nó lại gặp mấy cái chuyện không đâu đứa lanh chanh hóng chuyển lên tiếng đáp lại mày đúng là cái gì cũng biết ha tần cười rồi đáp lại thế là vụ việc của mẹ Kim Minh này được đem ra làm chủ đề trong bữa trưa của hôm nay chính xác là cái đứa lanh chanh này với con bé Minh nhà ở gần nhau trong cùng một làng. Thế bảo là ở bên nhà của Minh lại gần ngay sát nghế địa, còn có mỗi hai mẹ con nương tựa ổ nhau. Mình có biết điều đó cho nên chăm chỉ phấn đấu, giờ thì mọi thứ đã ổn định, tiền kiếm được cũng không phải là ít. Bộ lại cho những tháng ngày cày cuốc chăm chỉ của con bé. Và tất nhiên là chỉ trong ngày hôm qua quan sát thôi, Toàn cũng đã thấy vậy thế bảo cách đây độ một tuần mẹ của minh nghe thấy những tiếng gì đó xì xào xung quanh nhà vang lên sợ rằng nhà có ai đó vào một cách bất chợt thì không biết xử lý sao nữa bà đi ra ngoài để xem nhưng chẳng thấy gì cả kể là ở chỗ lại những âm thanh đó sát bên tai của bà nhưng mình cũng ở đó lại chẳng nghe thấy gì hết hai mẹ con lục tìm hết chỗ này rồi đại đến chỗ kia sau đó an tâm trở về bên trong nhà mình thì thương mẹ làm việc ở nhà mệt cho nên là bảo mẹ nghỉ việc nhưng bà cũng không chịu. Ở nhà làm hết việc này việc kia cho nên là mệt thành ra nghe ngắm không có chính xác. Đứa lanh danh uống thêm một cốc nước trông kiểu khá là có duyên nhìn mọi người giọng trầm xuống nghiêm nghị. Mà em nói thật nhé vào nhà của Minh như kiểu âm u rợn người lắm cây cối mọc um tùm trăng hít đi tối thì em chưa có dám vào thế nhưng mà sáng đã tí lạnh cả người ngó ra một chút thôi đã nhìn thấy cái nghĩa địa rồi. Mấy người khác nghe xong thì cũng chỉ gần gù rồi kêu cho nó tiếp tục câu chuyện đang răng rở. Thế là liên tiếp bằng hôm, bà mẹ của Minh vẫn nghe thấy những âm thanh kia. Nó phát ra không xác định, nhưng chỉ biết là ở xung quanh nhà mà thôi. Thế là trong lúc mà đi ra ngoài rồi, đột nhiên bằng hết lên một tiếng sau đó ngất liệm. Minh chạy đi ra ngoài thấy mẹ vội vàng gọi người rồi đưa vào bên trong nhà. Cho đến sáng thì Minh phải nhờ người trông mẹ rồi đi làm. Thế bảo là mẹ của con bé vẫn còn bình thường, cho đến khi tối thì biến thành một người hoàn toàn khác. Lúc ngồi ăn cơm mẹ của cô đột nhiên cười phá lên, sáng cầm chai rượu đằng sau tu lên ở ngực. Mình cũng phải tròn cầm mắt lên nhìn một cách vô cùng ngạc nhiên. Mấy cái chuyện này thì từ trước đến nay mẹ cô chưa bao giờ làm vậy, chưa bao giờ uống như vậy, mà sao hôm nay lại thấy mình kéo ra thì mẹ của con bé chừng mắt nhìn Sau đó lao nhanh vào đánh con bé May sao mọi người phải sang cằn mãi mới được Mẹ con bé ngất đi nhưng cái tỉnh dậy chẳng biết gì Chỉ thích đầu đau đau Khám xét thì chẳng ra Nhưng cứ mỗi tối bà lại trở thành một con người khác vậy Khiến cho mình vô cùng hoảng loạn Khi thấy bà ta gầm gừ như vậy Mọi người mới kéo nhau đi xem thầy Thì biết là bà ta bị mạ ám cho nên hôm nay Minh xin nghỉ Đi tới nhà của một người thầy có tiếng ở vùng cao Đều chỉ dứt điểm cái thứ quái quỷ đó đi Để không cho nó lộng hành được nữa Toàn nghe vậy thì cũng chỉ khẽ gật đầu Sau đó kêu cả đám vào vị trí Vì bây giờ chúng đã báo hết giờ nghỉ Anh cũng nguệ oài ngồi gục xuống kế một lúc rồi tiếp tục Ta làm sớm nhưng chưa có về nhà Toàn đi dạo một vòng quanh phố cho thử thái Hôm nay mà hoạt động diễn ra bình thường, đến đêm thì cái điều bất thường kia lại xảy ra. Vẫn là cái âm thanh đó khiến toàn công tài nào ngủ được. Anh bước xuống đi ra bên ngoài bật điện nhưng lại chẳng thấy bất cứ ai. Không có âm thanh đóng cửa mà chỉ thấy một màu đen bao trùm dưới nhà. Anh quay lại về phòng rồi nghỉ ngơi với một khuôn mặt khó chịu. Đến lúc dọn về đây ở à, đâu có chuyện gì bất thường cả đâu. Bây giờ lại có chuyện thế này hay sao? Bố mẹ của Toàn cũng đầu có thể nhanh tới mức đó. Tiếng bước chân chỉ cần khi bật điện lên thì cũng đã vụt tắt. Mở mắt ra thì cứ như vậy rồi thức cho đến sáng. Chờ hôm nay rét hơn mọi khi, Toàn cũng lười không có muốn chui ra khỏi chăn. Thiên dụ cấp thì chắc có lẽ anh cũng vẫn còn muốn giúp thêm một lúc nữa. Đi làm hôm nay đúng thật là mệt. Anh ngồi trước màn hình máy tính ngắp lên ngắp xuống, mấy đứa em thì cũng phải đi mua cà phê cho anh mình đã về trong nét mặt có phần dịu xuống Trên đó toàn tính chập mắt nhưng con bé lanh chanh đã kéo mình lại để hỏi chuyện câu chuyện bị đứt quãng từ hôm qua cho nên ai cũng muốn nghe ngắm mình biết là mọi người đã nghe cho nên cũng đành kể lại hai mẹ con bắt xe lên vùng cao sớm theo những địa chỉ được cho phải nói là bao nhiêu lâu nay đi làm ít khi có thời gian được đi ngắm cảnh như vậy Thời tiết thì rét cầm cầm mà chiến đối thì lại càng bút hơn, khiến hai mẹ con khá vất vả. Tìm đến nhà của một ông thầy ở sâu bên trong ngôi làng với những người dân tộc. Hai mẹ con được sắp xếp vào bên trong chính giữa căn điện thờ, có đầy đủ loại bụi chú rắn xung quanh. Ông thầy cho mẹ của cô uống một thứ nước gì đó màu đỏ, sau đó ngồi xuống trước điện liên tục đọc chú rồi gõ mõ. Những cánh cửa ở bên trong nhà của ông, như có ai đó đứng vậy dùng đập liên hồi mẹ của cô thì cầm nén nhang chắp tay lên để lên trên đầu mà cứ như vậy đung đưa mình chẳng biết làm gì cô chỉ biết chắp tay khấn vái mọi thứ cho gia đình mình mau chóng được bình an mà thôi gió cứ như vậy giết không ngừng đột nhiên mẹ của mình lại rung người lên rồi nói ra những âm thanh vô cùng khó nghe quay người lại chừng mắt như muốn lao vào cấu xếp con bé nhưng lúc này đã có thầy ở đây ta làm sao có thể dám làm cản được phong hồn nhập vào mẹ của minh bị thầy dùng phép đánh cho kêu rúi rồi không phản ứng được gì những cái tiếng van xin như thế không thể làm cho thầy dừng tay càng van xin thầy lại càng đánh trong một trận tơi bời cho chừa đi mới thôi minh nhìn mẹ của mình đau đớn như vậy nhưng cũng cầu xin nhưng thầy chỉ nói đang giúp gia đình của cô nếu không làm vậy thì vong hồn ấy liệu có để yên hay không mẹ nghe xong cũng chỉ biết cúi đầu rồi nhìn mẹ của mình bị hành hạ mãi một lúc mẹ của minh nằm vật ra thì thầy mới dừng tay mồ hôi ướt súng cả áo thầy lấy một thứ bột gì đó dài vào quanh người của mẹ minh sau đó đốt cháy ngọn lửa bùng lên xung quanh khiến chồng mình bị bất ngờ cô gái quay sang nhìn ông thầy với đôi mắt đầy nghi hoặc sau đó thì ông thầy dùng kinh nhang cắm vào đầu mẹ cô một lúc sau những tiếng lầm nhầm thì bà Minh ngất điểm đi. Còn thầy cũng thả lòng rồi bước ra bàn uống nước. Mình mau chóng tiến lại chỗ cô mẹ để gọi. Thì ông thầy cũng kêu rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Mất thêm một lúc nữa thì mẹ cô mới tỉnh lại. Sau đó thầy đưa cho cô gái một vài cái lọ khá lớn. Bọc kín cẩn thận bên ngoài có mấy lá bùa đi kèm. Dặn chôn những góc bên vườn. Tránh cho ai đào lên để yểm lại không để cho những cái vong hồn kia quấy phá được. Mẹ cô cũng hợp vía cho nên phải cúng bái thường xuyên để tránh những điều đó. Mình nghe xong vậy cảm tạ thầy đợi mẹ nghỉ ngơi ổn định xong, sau đó hai mẹ con có khoảng thời gian ít đòi. Đợi xe để thăm cái nơi yên bình này rồi mới trở về nhà. Cô gái cũng làm luôn những gì mà thầy dặn sau khi xuống xe trở lại. Toàn nghe xong vậy mà thiết đi lúc nào chẳng hay, anh đã quá mệt mỏi rồi vì cả đêm chỉ trận mắt lên lê trên trần nhà mỗi khi những âm thanh kỳ quấy phá. Mai mốt làm xong thì quay trở về nhà. Lúc này bố mẹ của anh chàng phải về quê cấp việc cấp vì có người họ hàng mất. Toàn thấy vậy thì cũng tiến bố mẹ ra tận nơi để bắt xe về thì mới yên tâm. Thưa hôm đó hai vợ chồng đi ra ngoài ăn cho đến khi trở về thì những vết chân kia xuất hiện. Toàn quay sang hỏi vợ thì cô đáp. Rõ ràng lúc đi ra ngoài Em với anh đều nhìn thấy nhà sạch bóng cơ mà Điều đó làm cho hai vợ chồng thích nghi hoặc Không biết nhà mình có ai vào hay không Nhưng mà chìa khóa thì cũng chỉ đánh có hai cái của vợ và chồng Đều cầm cả đi thì liệu ai vào nhà được chứ Thời cũng không có Thời gian để phân bua Dọn dẹp trước vẫn là hợp lý hơn Hai vợ chồng ngồi lại xem tivi Toàn mệt quá thì ngủ quên Thế phải gọi anh dậy để vào phòng nghỉ ngơi Nghĩ rằng hôm nay mọi chuyện đã quáng hết Không còn tiếng âm thanh phát ra trong đêm Nhưng chính bản thân của Toàn cũng không thể ngờ được rằng Đêm này những tiếng bước chân lại vang lên Nó lại còn nhanh hơn Làm cho không gian của căn nhà trở nên ồn ào Toàn mở mắt lúc này anh bật nhanh ra bên ngoài Vì nghĩ có chuyện chẳng lành Khi đi ra anh lại chẳng thấy gì nhưng mặt sàn đều có những vết trần trắng Lúc này cả nhà sáng trưng lên, toàn giáo giác đưa mắt nào nhìn xung quanh, tiền những bước vô cùng thận trọng. Bây giờ căn nhà lại chỉ có đôi vợ chồng trẻ, thì làm sao có dấu chân ai khác? Hơn thế nữa cái dấu chân kia còn rất nhỏ, như của trẻ con vậy. Lục tìm một hồi lại chẳng thấy gì toàn lúc này nghi hoặc mà đi vào trong, không có để ý đến cái đèn phòng ở phía dưới đang bật tắt liên tục. Thiết bị chồng đánh thức cho nên là cũng chỉ hỏi, Đêm rồi anh không ngủ sao mệt đấy mai đi làm mà. Anh nói em nghe thế này, nhà mình hình như có ai đó đang ở bên trong. Mấy ngày nay từ lúc bố mẹ lên, anh đều nghe thấy có âm thanh của ai đó. Thế nhưng mà khi anh đi thì lại chẳng thấy đâu. Bố mẹ thì thế nhưng cũng ít khi đi lắm. Mà khi anh ra thì chẳng có một lý do gì mà im nhanh như vậy được. Mà dưới nhà còn toàn là dấu chân, anh đã tìm rồi nhưng chẳng có ai. Thế xong thì nửa tin nửa ngờ Không biết phải trả lời toàn sao cho đúng Cô nàng đi ra bên ngoài kiểm tra Thì lại không thấy gì cả Cô quay lại nhìn Toàn bằng một con mắt đầy giấy sự nghi hoặc. Toàn cũng không biết phải nói sao. Rõ ràng là như vậy mà sao lại có thể nhầm lẫn được chứ. Mắt của anh chàng đâu có bị hoa. Thế nhưng mà có sự thật ngay trước mắt rồi đây. Thế phải lấy thuốc an thần cho chồng của mình uống Hy vọng anh có thể vào rất tốt hơn Quả thần thì uống thuốc vào có thể giúp toàn vào rất tốt hơn Thế nhưng chỉ sau một lúc anh lại tỉnh Nghĩ bụng chắc không thể ngủ được lâu Mà nhìn đồng hồ thì cũng đã gần sáng Nốt ngày hôm nay nữa thôi Mai sẽ được ngủ một giấc thoải mái Bộ lại cho những ngày qua phải chịu đựng sự dày vò Của những âm thanh không biết từ đâu phát ra đến đúng giờ bỏ qua cái lạnh đang bổ vây Toàn nhanh chóng bước xuống giường vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ rồi xuống phía dưới chuẩn bị đồ ăn cho vợ. Thúy thì bị đánh thức đêm qua cho nên này có vẻ cần ngủ muộn hơn một chút. Sau khi xong xuôi đang ngồi xem tivi, bên ngoài trời vẫn tối om cho nên anh chưa có ý định ra ngoài. Thì đột nhiên bên trong nhà vệ sinh tiếng nước chảy suối xả khiến cho Toàn giật mình. Quá đối ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao mà nó lại mở lên như vậy. Phải có tác động nào đó đang loay hoay thì đột nhiên điện thoại giao lên phía công ty cũng đang cần người tới cấp toàn mau chóng đứng đến ra xe tới đây làm việc từ lúc anh đóng cửa lại thì có bóng dáng của một gia đình nào đó xuất hiện bên trong nhà của anh đôi mắt không có mấy thiện cảm đi tới nơi làm ngồi gục hết một góc sau khi làm việc xong anh cũng xin về sớm để nghỉ ngơi đi vào nhà đóng cửa lại anh thấy đồ đạc bay tứ tùng mỗi góc một chỗ điều này làm cho toàn hoảng hốt sợ có vấn đề bèn gọi ngay cho thúy thế nhưng thúy lại điện thoại trên phòng tính mạng trước đã không nói gì thêm toàn nhanh chóng phóng xe về bên cửa hàng để mai xào thúy đã đi làm hai vợ chồng về chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng ha hấp mồm căn nhà sạch sẽ bấy nhiêu bây giờ lại đầy giấy những vết dấu chân bùn đất đầy giấy cho bàn ăn uống các thứ đồ vất linh tinh lỉnh kỉnh đập loạn xạ cả lên như có một cuộc cãi vã nhau ở đây vậy. Thần vừa nhìn thấy rồi sau đó hai vợ chồng kiểm tra từng tầng một. Tất cả mọi ngóc ngách xem có chỗ nào hở để ai đó có thể vào nhà được không. Nhưng khi vào phòng của mình toàn xứng người khi thấy một dòng chữ được biết bằng phấn biến khỏi chỗ này. Điều này làm cho toàn vô cùng sợ hãi. Đằng loài hoài dọn nhà ai nấy cũng suy nghĩ không gian đâu cả thì đột nhiên có tiếng của hàng xóm sang chơi. Đang rất bận mải cho nên cũng không có thời gian tích được, nhưng bà đó thì cũng không tỏ ra thấp gì, chỉ khẽ hỏi xem buổi tối hai vợ chồng bận biểu quá hay sao, mà bên nhà lúc nào cũng ầm ầm lên như vậy. Mà còn vào ban đêm nó ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhưng Toàn thì quay sang nhìn lại người đó rồi lắc đầu. Có chắc là ở bên nhà cháu không vậy bác? Vì nếu như bác nói vào cái tầm giờ đó Thì vợ chồng cháu đã đi ngủ rồi Tôi nằm ngay sát bên cạnh Chứ có đâu xa Hay chẳng nhé tôi nghe nhầm Xin lỗi vợ chồng nhé Nhưng mà sáng ngày là có tiếng chào với bát đũa vỡ Dùng gì thì cẩn thận vào Toàn tính nói gì đó Nhưng tiếng màu chóng cảm ơn bà lão Đợi cho bà lão rời đi Toàn quay sang bực dọc Không hiểu con người ở đâu Anh nói gì vậy Dù sao bác ấy cũng hơn tuổi mà em nghĩ cái chuyện tối qua mình cũng chưa tìm được nguyên nhân Đợi cho mấy đứa bố mẹ lên Để em hỏi xem bố mẹ có thấy điều gì bất thường không Chứ hôm qua làm thì có nhiều cái đáng nói Toàn thích vợ nói như vậy thì không nói thêm tập trung và thu dọn Anh ngồi uống nước mặt mũi đăm chiêu Còn Thúy lúc này cũng đã đi ra ngoài cửa hàng để làm việc Toàn ngồi bấm máy tính sau đó rồi lại lan ra ngủ thiếp đi Chẳng quan tâm trời đất gì nữa trong lúc mơ màng thì anh nghe thấy có tiếng của cả một gia đình đang nói chuyện với nhau. Có thể nói là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng điều mà Toàn cảm thấy có hiểu là tại sao nó lại có điều đó xuất hiện ở đây. Anh mở mắt tỉnh dậy thì mọi thứ đã bao trùm bởi bóng tối. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên của bé Minh. Toàn mau chóng bắt máy. Đầu dây bên kia Toàn đi nhậu coi như là một buổi gặp mặt đầu tiên. Toàn cũng gọi điện thông báo cho vợ rồi sau đó đi ra ngoài điểm hẹn mà mấy đứa kia đã thông báo cho mình. Ra đến nơi thì đứa nào đơn nấy cũng gào rú cả lên. Hú hét làm cho Toàn có chút ngại. Giờ thì bắt đầu cuộc nhậu rồi. Nói gì thì nói Toàn cũng là người có kinh nghiệm hơn. Mấy cái món này ngày trước anh uống nhiều cho nên là mấy đứa nhỏ không sao mà kịp được. Tất cả đều lầm tưởng toàn là non tơ, nhưng cuối cùng cũng chỉ một mình anh ngồi trên bàn nhậu đứa nào đứa nấy đều say cả. Ngồi một lúc xong cả đám cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn sáng xuống như ban ngày. Mấy đứa nhận thấy toàn hôm nay mệt mỏi hỏi chuyện nhưng anh chưa biết nói làm sao cho nên đành cười trừ đáp lại cho qua. Tạm biệt mấy đứa nhỏ sau đó trở về giường lại trên vỉa hè. Toàn thấy ngay phòng đang phát sáng. Anh đi lên thấy vợ đang ngồi dưới ở tivi chờ trầm Anh về rồi hả mệt không? Em phán nước chanh cho anh rồi đấy điện trên tầng em bật sao không thắt đi điện nào à em về làm ở dưới này nhà luôn đâu có bật cái gì chứ quần áo em còn chưa thay mà thế là như có gì đong mách bảo anh chạy lên trên hai phòng xem thấy đồ đạc nên bị vứt tung tóe cả ra mọi chóng chẳng lại xem có mất mát gì không, thì may sao không mất gì hết một nơi thật sâu anh thu dọn đồ đạc mặc dù bây giờ trong người đang có hơi men Đi ngủ cùng vợ đột nhiên ánh đèn chưa tắt được bao lâu thì chập chờn rồi sáng làm cho toàn thấy khó hiểu. Tắt điện xong xuôi nằm xuống thì thấy tiếng trẻ con cười đổ với nhau. Lần này toàn cố ý nghe cho thật kỹ rồi gọi vợ. Trời lạnh rồi hai vợ chồng còn thoát cả mồ hôi nhưng ngầm thành đó không phải là từ bên nhà kia. Thế thế hơi hoang mang bám chặt lấy một bên áo của chồng. Bây giờ mình phải làm sao? Tốt nhất là nên đi xuống xem thế nào cứ bình tĩnh tiếng cười như có công tắc vậy dừng đột ngột lại toàn bật sáng chân lên rồi bảo vợ kiểm tra tầng dưới này còn anh ta chạy nhanh xuống nhà xem tình hình thế nào toàn tiến lại những bước thật chậm ngó nghiêng mọi ngóc ngách căn nhà bây giờ đã sáng nhưng không thấy gì cả khi tính vào nhà vệ sinh thì gặp ánh sáng lờ mờ ngắt vào làm cho toàn cứng người vì thấy có một đôi vợ chồng trẻ đang nhìn anh từ đằng sau gương mộng của toàn lúc này mất máy liên tục quay phất lại để kiểm tra xem nhưng lại không có gì mồ hôi lúc này vã xa thắt mài điền tính chạy lên thì thúy ở trên tầng cũng hét lớn không nghĩ ngợi gì tích tức chạy lên có chuyện gì vậy xem lại hét toáng lên cô hải đương nhóc không biết ở đâu mình à trông ghê lắm ngay đến đây thì toàn ngớ người kiểm tra lại hết mọi ngóc ngách thì không thấy gì cả mới quay người đi lên trên phòng hai vợ chồng lúc này mang theo tâm trạng cảm xúc lẫn lộn như nhau về đều gặp phải thứ quỷ quái kia. Toàn cũng gặp một vợ chồng đang nhìn mình. Thế thì nhìn thấy hai đứa bé gái ngồi ở trong góc giường. Chúng nó như có ý định trốn vậy. Khi tuy Tín lại quay người thì mới thấy cái bộ mặt gớm ghét của bọn chúng. May sao mà chưa có chuyện gì. Còn khi Toàn chạy đêm xem thì nhiên chẳng có bất cứ thứ gì cả. Hai vợ chồng chỉ biết nằm đó, không nói chuyện với nhau. Mà kể cho thời gian trôi dần về sáng Lúc này đồng loạt những tiếng động từ bồn cầu ở tất cả các nhà vệ sinh. Cả bốn cái và đúng bốn cái đó đều kêu khiến cho cả hai vợ chồng đều giật thoát mình. Toàn là người không tin vào mấy chuyện này, có chăng chỉ là những câu chuyện thêm phần hấp dẫn và làm phong vút đời sống của bản thân mà thôi. Nhưng bây giờ điều đó làm cho anh cảm thấy hoang mang. Liệu căn nhà của mình hiện tại có ma không? Nhưng trước mắt hiện tại, cả gia đình đang vô cùng hoang mang cho nên là ngay bản thân của Toàn cũng không có nói làm gì, sợ rằng Thúy sẽ là người lo lắng. Hai vợ chồng đi xuống dưới nhà xem xét mọi ngóc ngách, mọi cảnh vật nên là đảo tung cả lên. Những dấu chân xuất hiện xung quanh ngôi nhà, lúc nào cũng bẩn như vậy. Toàn nghĩ nếu mà cứ dọn nhà như vậy còn trăm hơn bình thường mất, không biết phải làm thế nào đây. Thúy tùy từ lúc tỉnh dậy đã lấy luôn cổ tỏi đeo ở trước cửa nhà, khiến Toàn cảm thấy hơi buồn cười. Có chắc là sẽ ổn không Chứ anh thấy em không để anh giữ Thì kiểu gì cũng ngã đấy Nói xong anh tiến lại đỡ vợ Thúy vừa cho cụ tỏi lên trên vừa nói Em biết là như vậy Nhưng mà ngồi nhớ nhà mình có ma thật thì sao Em cứ phải làm vậy cho chắc Trước giờ bố mẹ em cũng hay làm vậy Mình cũng phải học theo thôi Nhớ đầu chẳng thấy mấy cái kia Xong rồi phụ em lau cái nhà Trên nay vợ chồng mình ra ngoài ăn Tuấn nghe vậy thì cười rồi gật đầu theo yêu cầu của vợ mình. Hai người sau khi lau dọn xong thì cũng mệt phờ cả người. Bây giờ thì nhiệt độ có vẻ tăng lên được một chút cho nên khi ăn uống cũng thoải mái hơn. Ban sáng như này thì cũng chẳng có bất cứ những tiếng động nào từ trong nhà. Nhưng ngoài đường xe cổ cứ như vậy bon bon suốt cả một quãng. Những tiếng còi xe in ỏi vang lên nhưng ít ra thì nó cũng vẫn sẽ còn đỡ hơn là mấy âm thanh vang lên trong nhà kia. Hai vợ chồng mãi cho tới tối mới tỉnh dậy. Người cũng đã đỡ hơn được một chút. Vặn người một cái cho sảng khoái. Lấy đi đường bao nhiêu mệt mỏi của những hôm không ngủ đủ giấc. Giờ dạ thì tinh thần của Toàn đã đỡ hơn. Những ánh mắt của anh cũng có dấu hiệu sưng và thâm dần. Nghỉ đường một ngày hôm nay thì mai lại phải tiếp tục lao đầu vào công việc thấy mệt mỏi cho nên cũng nghỉ công việc của mình hai vợ chồng đi dạo phố bỏ quên luôn những gì đã diễn ra tối qua một buổi chủ nhật nghỉ ngơi cho nên ai cũng hiểu là thời gian nên dành cho nhau hơn là bàn về công việc xong rồi hai vợ chồng cũng trở về nhà tiện luôn toàn tắt hết cả công tác ở phía mấy tầng dưới kia để lại mỗi tầng của hai vợ chồng có điện mà thôi ngồi đường một lúc thì toàn lại mơ tiếp một giấc mơ vô cùng kỳ lạ anh ta đứng ở trong nhà của mình nhưng mà những người ngồi ăn cơm trên bàn lại là một nhà có bốn người hai vợ chồng một đứa con trai một đứa con gái anh ta đứng cả trong nhà của mình nhưng mà những người ngồi ăn cơm trên bàn lại là một gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con chồng bàn mũi của ai cũng vô cùng hung hăng liếc nhìn anh bằng một đôi mắt vô cùng đáng sợ một câu nói của người đàn ông làm cho toàn khó hiểu vì nó thoát lên một sự giận dữ cút khỏi đây ngay toàn tính lao tới nhưng anh ta bị cái gì đó cản lại đầu đập vào làm cho anh ta có một cảm giác khá đau nhưng mà toàn vẫn cố gắng đạp vào thì chỉ nghe thấy những âm thanh đang cười tít lên anh chàng vô cùng khó chịu đột nhiên mở mắt ra thì anh thấy toàn thân rất lạnh giường của anh sao lại cứng như vậy chứ anh ta từ từ mở đôi mắt ra nhìn mình đã nằm dưới đất trong tiết trời lạnh giá như vậy anh còn đang cười trần cho nên nhanh chóng sốc lại giường Nhưng lại chẳng thấy Thúy đâu Nghĩ rằng Thúy cũng bị như mình cho nên bây giờ lăn lại gần chỗ góc giường bên kia Để xem những anh ở đâu lại chẳng thấy gì cả Toàn lúc này hoàng hút màu trống bật điện lên rồi đi xung quanh nhà xem vợ đâu Tiếng bước chân văng lên ở tầng dưới Toàn từ từ đi lại thấy vợ của mình đang chậm chậm như người mất hồn Cứ đảo hết chỗ này đến chỗ kia Chắc là mộng du toàn nghĩ vậy nhưng bao nhiêu năm quen nhau chẳng nghe thấy vợ nói gì vấn đề này Nhưng Toàn vẫn kiên trì ngồi đợi một lúc xem vợ có tiến triển gì không Không may là lỡ đánh thức vợ lúc này thì mới có chuyện thực sự ở đây Từ từ đi những bước chậm rãi tiến lại gần chỗ Thúy Bật ánh điện lên để cho đỡ tối di chuyển không bị vấp ngã Tuy nhiên khi đi lại gần Thúy Một cảm giác lạnh gáy bao quanh lý Toàn Làm cho Toàn cảm thấy vô cùng hoảng hốt Tiếng cười của Thúy phát ra nghe như giọng của đàn ông. Toàn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đẩy mạnh, rồi gầm gừ sau đó là đấm điên tiếp vào người. Toàn vung tay ra chống đỡ, vì anh ta đang rơi vào thiết bị đậm, không thể làm được gì khác. Thúy như một con thú đang bị bỏ đói, lao vào vô vấp tới anh chàng. Toàn thì lúc này cảm thấy mọi chuyện khó khăn hơn, kéo thằng vợ xuống ôm ghi lấy người, nhưng rồi dù cho anh ta có làm thế nào đi chăng nữa thì thúy cũng không có dấu hiệu dừng lại chân tay của toàn lúc này cũng đã đau nhức anh ta đang cảm thấy khó hiểu là vì sao vợ mình lại mạnh lên một cách khó tả như vậy bình thường thì mọi ngày làm việc nặng gì cô cũng chẳng có sức cả đùa nhau thì cô cũng vậy vậy mà nay lại khỏe đến một cách khó tin như vậy toàn lúc này gồng hết sức của mình giữ chắc vợ lại, cố gắng chịu đau được một lúc. Thúy sau khi vùng vẫy một hồi rồi từ từ ngất đi. Anh chàng mau chóng đưa vợ lên trên phòng rồi cứ canh như vậy cả đêm, ngủ gà ngủ gật vì quá mệt, đắp chân cho vợ. Anh ta chỉ còn cái áo rét đắp vào người, ngồi co do một lúc. Dưới nhà thì lúc này, nồi trào các thứ bay loạn xạ cả lên, tạo nên một âm thanh vô cùng khó chịu. Toàn nghe thích như vậy nhưng thôi cũng mặc kệ, bởi vì bây giờ anh xuống dưới nhà Không may lại giống Thúy nữa thì sao Toàn cảm thấy sợ hãi Bởi chính căn nhà mà mình đang sinh sống Trần nhận ra một cái gì đó Anh đây thẳng ra bên ngoài Đóng chặt cánh cửa lại Tắt cái ánh điện rồi sau đó ngồi im như vậy Ngồi gần thì là như vậy Nhưng mà tiếng động kia phát ra Anh ta lại cứ mở mắt nhìn thôi Quá đáng sợ chân đây buồn ruồn vì lạnh mà mỗi khi nghe thấy những tiếng bước chân dần lên tới nơi, anh không dám thở mạnh. Thần kinh lúc này càng ràng hít cỡ. Phè màn của anh trông khá khó chịu, nắm chắc lấy tay của Thúy đang nằm. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng bên ngoài chẳng có bất cứ một đồng tính gì, cũng chỉ được một lúc rồi im lặng trở lại. Sớm hôm sau Thúy tỉnh dậy với thân thể chóng vắng, làm cho toàn vội vàng tiến lại, ngáp một hơi dài vì mệt rồi hỏi. Em thấy trong người sao? Có làm sao không Quang bị mai nhập đấy Anh nói thế nào chứ làm gì có chuyện đó Em nhớ là em ngủ rồi thì nhập kiểu gì Anh hôm qua lại mất ngủ hả Để em xuống nấu cái gì cho anh ăn nhé Toàn nghe vậy xong thì lắc đầu Nói với vợ về những gì đã diễn ra đêm qua Thế nghe xong thì cũng chỉ biết gần gù Mãi một lúc sau cô mới dám tin lời của chồng Cô hiểu là trong nhà của mình đang gặp vấn đề Thế nhưng mà không nghĩ là bản thân gặp chuyện như vậy Đột nhiên cô thấy tay của toàn nổi những vệt thâm tím như đánh nhau. Là một người vợ tất nhiên mấy chuyện này không thể nào qua mắt được. Cô nhanh chóng xoa những vết bầm cho chồng. Toàn bị cầm đột ngột vào chỗ đau cho nên nhăn mũi. Chồng anh ta lúc này như đang cố gắng kiềm chế lại sự đau đớn của mình. Về phần của tuyết hiện tại cô cảm thấy trong người có phần hơi khó chịu. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có lẽ sẽ ổn định lại trời đã sáng hẳn toàn lấy cái xác đau đớn của mình đi đàm chỗ cổ của anh vẫn còn những vết thế nhưng cũng chẳng che đi đường cho nên mặc kệ mà thôi tới công ty thì mấy đứa em nhìn rồi trêu qua đi uống rượu xong vợ gọi không nghe thế bị ăn tần hành hả? À? đúng cái nóc nhà anh có khác thế này mới chị được chồng chứ chắc lần sau vậy đi từ chiều mất toàn mệt mỏi đang buồn ngủ cho nên cũng lời giải thích kể chúng nó muốn nói gì thì nói anh cố gắng làm cho xong việc. Lúc này nhận được điện thoại của bố mẹ cho nên anh lấy xe xong phải phi ra đón ngay. Trong thấy Toàn hay ông bà đều không tin cố gắng hỏi. Bố Toàn chỉ đáp. Tao nói với mày rồi, vợ chồng cưới nhau về ở với nhau được hay không thì nó là cả một quá trình. Nhưng nhịn vợ một chút, tao nghĩ cái Thúy chắc phải bầm hơn mày đó. Cứ giấu đi, tí nữa rồi tao vào bên trong nhà tao nói chuyện với mày toàn chẳng biết phải nói sao đi chăng nữa có giải thích thì cũng chỉ hiểu đơn giản là bố mẹ nghĩ tối qua hai vợ chồng xích mích với nhau nhưng khi gặp thúy thì hai người quay ngoắt lại toàn cũng ngồi nói chuyện với bố mẹ Chỉ tiết tường tận mọi chuyện đang xảy ra trong căn nhà của mình hiện tại hai ông bà nghe xong liền quay ngượng về hướng của toàn với một đôi mắt nghi hoặc mày nói kiểu gì chứ toàn nếu như mà nhà có ma hay cỏ thì sao hai vợ chồng ta lại không biết cái Thúy có phải vậy không? Toàn đánh mắt rằng Thúy hy vọng vợ sẽ nghe theo ý của mình. Nhưng anh ta cũng dự đoán Thúy không tin cho lắm. Mọi chuyện từ trước đến giờ toàn một mình anh ta chứng kiến và sâu chuỗi này. Từ những âm thanh vang vọng trên nền nhà vào lúc ban đêm, đồ đạc bị xáo trộn hết cả, tiếng nước ở bồn cầu. Đã khóa hít cầm tắt điện Nhưng rồi nó tự bật tắt một cách bất thường Biết rằng điều nói ra không ai tin vì chắc chắn là phải có tác động bên ngoài. Nhưng cửa nhà thì hai vợ chồng lúc nào cũng mang đi, làm sao có chuyện ai đó vào nhà cho được. Và hơn thế nữa, tất cả mọi ngóc ngách trong nhà đều được kiểm tra một cách đàng hoàng. Toàn cũng thử đi ra ngoài để kiểm tra, nhưng rồi cũng chẳng mở được gì cả. Cho nên chắc chắn ngoài những vong hồn thì chẳng có ai khác sống trong căn nhà này. Qua sự việc đêm qua thiết bị nhập rồi chẳng còn tâm trí lao vào đánh toàn tứ tấp. đáp lại anh ta mẹ chỉ thở dài. thời gian này mày mới đi làm việc áp lực nhiều cho nên là suy nhược đi con. mẹ thấy mày gầy gò rồi mắt thâm quầng. mày đi khám thế nào? còn cái chuyện này nữa thì mày yên tâm. bố với mẹ ở đây rồi không có gì phải lo cả. nó chỉ như là một lời chấn an của mẹ dành cho anh mà thôi. toàn nghe xong cũng chỉ biết có vậy. bữa cơm rộn rã lúc đầu sau đó cũng im lặng. Ăn xong ra bên ngoài đường trời rất căm căm, đi dạo một vòng tại khu phố này để cho mình cảm thấy thoải mái. Bên nhà cảnh lúc này đang ngồi uống nước, thế toàn cho nên gọi lại để nói chuyện. Hôm nay lại là người con của bà bác hôm trước, anh ta cũng đi làm khuya, toàn cũng ít gặp. Này thế như vậy hai người ngồi nói chuyện với nhau, thì viết tích trên cổ của toàn anh cũng hỏi thăm, toàn cũng chỉ kiếm đại một lý do đáp cho qua loa. Anh chàng lúc này tò mò lên tiếng hỏi Sao anh thấy nhà chú mấy hôm đêm về mà vẫn điện sáng Rồi làm gì mà nổi niêu các thứ kia kêu loạn xả lên cả vậy Anh nghe thế à Có chứ Tôi nằm dưới phòng ngay sát bên nhà chú Nói chú thông cảm chứ nhà tôi mẹ già khó tính Cho nên là phiền cô chú nhẹ tay một chút Sáng thì tôi không có nói vì đó là chuyện bình thường thôi Tiếng còi xe cũng chẳng nhẽ là bắt nó vứt còi đi Toàn biết làm không phải do mình Cả ngày hai vợ chồng đều đi hết Anh cũng không thể để cho người kia đợi lâu Mà xin lỗi về sự bất tiện này Nhưng mà giờ gia đình chẳng ai tin anh nói cả Cho nên đành phải sự chờ đợi cho mọi người thấy mà thôi Đi ngủ nhưng tâm trạng của anh bất an Muốn tỉnh dậy để kiểm chứng Nhưng lúc nào cũng vậy Người mệt mỏi trong cái tiết trời như vậy Đi nằm vào trong chăn ấm thì chỉ muốn ngủ mà thôi Đôi mắt cũng không thể cứng lại được với lúc này cho nên anh nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ. Toàn chưa chụp mắt được bao lâu thì Thúy lúc này đã rơi xuống đất. Cô tỉnh giấc dậy đi lên trên giường rồi hỏi Toàn, sao anh lại đẩy ngã em? Nhưng cô nhìn lại thấy Toàn như đang bị đẩy xuống, rời cái bịch xuống nền nhà. Tiếng kêu của Toàn phát ra. Thúy cứ ngợi khi chứng kiến cảnh tượng đó, hai vợ chồng hoa lên nhìn nhau. Thúy không biết nói gì cả, còn Toàn thì cũng đang mơ hồ, Vỗ vỗ vào đầu của mình một lát rồi hỏi vợ Sao lại thế này Ai ra anh đập chán xuống đất đau quá Thế chồng suýt xoay như vậy Thì cũng phải mau chóng tiến lại Xem chồng có làm sao không Thế thì Thúy là người chứng kiến Còn bây giờ thì lên ngủ tiếp Giấc ngủ chưa trọn vẹn mà đang bị phá mất rồi Hai vợ chồng không nói nữa Mà nằm im trên giường Đột nhiên những tiếng động dưới nhà vang lên Đã chắc hẳn là một cái son Bị vứt lăn lầm lốc ra nền Linh tính mách bảo với Toàn Nó đã đến rồi đấy Tiếng gầm thành đó Cũng làm cho bố mẹ của Toàn tỉnh giấc Nhưng vì bố mẹ của Toàn Không có đi ra ngoài Mà lúc này là mẹ của anh ta đi ra Bà đi xuống chậm chậm để kiểm tra Toàn với ý thì cũng Nhanh chóng đưa chân xuống rồi ra ngoài Gió đêm giết mỗi lúc một mạnh Cảm giác như muốn bậy tung cánh cửa ra vậy không có vài hạt mưa lất phất Làm cho mái tôn cũng đang reo lên Thế bố hay mẹ đi xuống toàn với thúy chậm chậm lại bước theo âm thanh kia từ từ vụt tắt khi đó mẹ của toàn xuống dưới xong thấy một cái bóng trắng đang đứng chỗ bồn rửa bát bà cảm thấy khó hiểu bèn hỏi thúy phải không con sao đêm hôm muộn rồi còn ở đây không ngủ đi ăn đêm như này hại lắm bà có nói nhưng bên trên toàn lại chẳng nghe được gì dưới đó chỉ là một màu đen yên tĩnh đáng sợ Mẹ của Toàn lúc này không thích con cái nói gì thì cũng nhanh chóng tiến lại, tính chạm vào tay. Thế nhưng càng lại gần cái bóng bà coi là Thúy kia thì bà lại càng cảm thấy toàn thân của mình vô cùng lạnh. Chưa kịp động vào thì cái bóng trắng quay lại, một gương mặt tái nhợt với nét cười vô cùng hoảng sợ. Bà cứng họng không thể nói được gì đứng chết chân tại chỗ. Toàn với Thúy đi xuống bật điện lên, thấy bóng của mẹ mình lù lù như vậy thì cũng cười mà trêu Mẹ làm con giật cả mình Con lại cứ tưởng ai Thì cũng đi lại chú mẹ Nhưng mắt của bà lúc này đã đỏ ngầu Bà cười lớn rồi quát Chúng bay cú hết khỏi đây cho tao Bố của Toàn lúc này Thì vợ lâu quay trở lại Chứng kiến cảnh tượng này thì cũng xứng người Thì lùi lại toàn thân đầm vào cái bàn Và ngay lập tức Một cái vả thật mạnh tới từ bà mẹ Làm cho cô ngã sóng xoài Bố của Toàn chưa biết chuyện gì cũng đang hoang mang Vội vàng đi xuống rồi nói Bà làm cái gì vậy Sao lại đánh con Toàn không nói đỡ vợ dậy Sau đó lùi về sau trong nét mặt hoảng sợ Đúng là thường ngày thì bà rất yêu thương Thúy Không bao giờ để cho cô làm việc nhà Bởi sợ cô sẽ mệt Vậy mà bây giờ bà lại xuống tay Một cách không thương tiếc Với những người chưa từng chứng kiến Từ đầu đến cuối Như bố của Toàn Thì thấy đó là một việc làm bất bình thường nhưng mẹ của Toàn vẫn đứng ngây ra đó vô cùng khó hiểu, rồi lại tiếp tục bồi thêm một câu. Trông bày cút hết khỏi đây, ngay lập tức. Toàn lúc này mới bắt đầu cảnh báo bố vì ông đang đứng gần mẹ của mình. Bố cẩn thận, không phải là mẹ đâu. May sao là người trong quân ngũ, cho nên vần giả của bố Toàn cũng không tồi. Nếu được cú thắt từ vợ, nhưng cũng bị móng tay quyệt qua làm chảy cả máu. Ông lùi lại vợ của mình lúc này đòi động chạm. Làm cho ông cũng phải hốt hoảng rồi khuyên can Mẹ nó bình tĩnh nghe tôi nói Đầu cô mẹ toàn giật giật không khác gì dô bút vậy Khẩu hình miệng cũng đang có vẻ khó khăn Nhưng âm thanh phát ra nghe rõ một một Cô khỏi đây ngay Nói xong bà quay người lại Lấy được vật dụng nào đó kinh như vậy ném loạn xạ về mấy người Toàn cũng chắn chức cho vợ Tiếng bắt đũa loàng soàng Ánh đèn điện cũng vì vậy chập chờn vô cùng kinh hãi tiếng bát đũa cộng với đó là xong nổi vang lên inh ỏi trong màn đêm bố của toàn thấy vậy thì cũng không phải cách lao vào giữ chặt lấy mẹ của anh chàng bà cũng chỉ biết gào ầm lên và cố gắng thoát ra nhưng có vẻ như là kinh nghiệm của bố toàn đã khóa chặt bà lại không cho bà có cơ hội vùng vẫy được nữa được một lúc thì bà giật lên rồi lăn ra ngất điểm. cả nhà ngồi ra mệt nhòm dưới đất toàn những mảnh vỡ trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. Toàn dọn xong cũng ngồi thử ra không nói gì, anh không biết phải làm sao cả. Bố của anh đưa mẹ anh lên, kèm cho mọi thứ rồi đi xuống dưới nhà, toàn lúc này mới lên tiếng. Con nói bây giờ bố đã tin chưa? Con đã thấy từ hôm nhà mình lên đây đã có chuyện rồi, bây giờ để con xem tìm cách nào xử lý cho nó im xuôi. Nói xong anh ta hấp một cái rõ dài đứng lên vặn người Bố của Toàn thấy vậy thì gật gù đói Mai rồi tính Nay nhà mình có chuyện thế này thì cũng đang dối Tỏi có lẽ là không có tác dụng gì Thôi không nói thêm nữa Đi ngủ Giờ mới có 3 giờ Hai vợ chồng phải cẩn thận đấy Tần với Thúy vâng dạ Sau đó nhìn bố lên trên phòng toàn mở lời Cho anh xin lỗi vì lúc nãy mẹ tắt em Em biết mà Đã không phải là mẹ Do em đứng sát cạnh Mọi ngày thì mẹ chiều em như thế nào em biết chứ Hai vợ chồng nhìn nhau thông cảm cho nhau những lúc rối ren Đơn giản là vì ở cạnh nhau đã lâu Vài chuyện này thì không có gì đáng nói huống hộ mẹ của Toàn còn đang bị vòng nhập Toàn ngáp dài rồi chuyển ra ghế Lúc này thì mới kết gọn cốc vào sau đó đi ngủ Thường ngày thì cô chỉ cần nằm là ngủ được ngay Nhưng do bị Toàn đánh thức một phần Cô cũng muốn chứng thực xem chồng nói là đúng hay sai Cửa đi lên trên tầng đèn điện tắt tối om bật mãi cũng không có dấu hiệu là nó sẽ lên. cơ mặc kệ sau đó bước từng bước chậm rãi, thấy ánh sáng đèn của tầng mình ngủ còn sáng, lúc này mãi đi xuống không có tắt. Thì lúc này mới giải tỏa được những phiền toái đang bám trong người. Nhưng chỉ là khoảnh khắc, vừa cúi xuống rồi ngẩng lên ngay lập tức, thì đã nhìn thấy một khuôn mặt bậm trợn đáng sợ, đó chính là vong hồn của một người đàn ông đang đứng chắn lối đi lên. Phía dưới chân của cô còn có hai vong hồn nhỏ tinh nghịch. Cầm lấy chân của cô sau đó kéo xuống, làm cho thí dụ chủ động bám vào lan can mà cũng không có phản ứng kịp. Ngã ngựa vì đằng sau bằng một cú văn đập mạnh khiến cho toàn tỉnh giấc. Biết rằng có chuyện anh liền tức tốc chạy lên thì vợ của mình bất tỉnh chán chảy máu. Anh mau chóng gọi điện cho cứu thương tới đưa vợ đi viện bản thân của anh chúng chỉ kịp mang theo giấy tờ kèm theo với đó là một cái áo cho lạnh thế được đưa vào trong phòng cấp cứu toàn thì ngồi bên ngoài rét run cầm cập cái lạnh làm cho anh thất tình càng ngủ đi đi lại lại giữa một dãy hành lang hết hộ tá này đến hộ tá kia đi ra ngoài làm cho anh sốt ruột nhìn thì cũng chẳng có được nhìn ngồi bên ngoài thì lo lắng Trời sáng dần và cũng là lúc cánh cửa được mở ra Toàn lập tức sọc vào Bác sĩ Vợ của tôi sao rồi tình hình có bị sao không Anh cứ bình tĩnh Tình hình của chị ổn mà Không có vấn đề gì Qua kia lấy hồ sơ bệnh án Sau đó chăm sóc cho vợ Cho tôi chuyển vợ và anh vào phòng phục hồi rồi đấy Toàn vâng giả màu trống làm theo những gì Mà bác sĩ hướng dẫn Bố mẹ của Toàn lúc này cũng vào Mẹ của Toàn thì túc trừng ở bên cạnh con Bố của Toàn đi ra nói chuyện Đêm qua tiếng còi báo vang vậy Ai đấy cũng nghĩ là mày đánh vợ cho nên mới thành ra như vậy Này tao đi xì xèo ầm ầm cả tin Mẹ mày thì đã phải mua cháo các thứ rồi dục tao á Bắt xe mải đi vào trong này Ta cũng vắng hết cả đầu Biết có ai không thì nhờ họ đến giúp Chỉ dứt điểm những cái vong ở bên trong nhà đi Lâu ra còn rách việc hơn đấy Toàn nghe xong thì đáp Người ta nói sao thì kệ đi Quan trọng là nhà mình thôi Còn cũng biết có con bé mới đi tìm thầy nhưng mà hơi xa một chút khả năng là chút nữa con sẽ gọi con bé để nói chuyện bố mẹ cần gì à? con mang đồ về cho bố mẹ trông giúp con thúy chứ con thấy bố mẹ về nhà không có yên tâm nếu mà nói vậy thì tốt mày cũng tranh thủ đi cẩn thận bố cũng nghĩ là nên ra đây đồ đã có bao nhiêu mang hết ra tiền nong các thứ mày có bị mất gì không cái đó bố khỏi lo đi từ hôm con thấy nghi là con đã gửi hết ngân hàng không có vấn đề gì giờ để con gọi điện cho con bé kia xem thế nào Mẹ của Toàn lúc này cũng đi xa bà nói chuyện với Toàn. Toàn bảo với mẹ. Vợ con biết mà mẹ không có sao đâu. Con cũng nói chuyện với vợ con. Mẹ mệt thì cũng đừng cố gắng sức quá. Vợ con hiểu hết cho nên mẹ không cần suy nghĩ gì cả. Giờ sao đi chăng nữa thì cũng không phải là mẹ mà. Chăm sóc cho tí giúp con. Bây giờ con phải đi. Bố mẹ sắp xếp ăn uống nhé. Không có lo quá mà nhịn đâu. Bố mẹ của anh gật đầu. Toàn cũng hòa vào trong dòng người tất nập trong cái bệnh viện này ra ngoài cầm lấy xe. Chiếc xe nổ máy trả vé rồi đi ra bên ngoài tới gần chỗ quán nước công ty, chỗ mà mấy đứa vẫn hay ngồi ăn sáng khi công ty hết việc. Toàn bấm máy gọi cho Minh, còn bé nghe thấy gọi thì cũng cảm thấy hoang mang, vâng giả dạ rồi cướp máy. Phải mất một lúc sau thì nó mới xuống, dáng vẻ hớt hải rồi liên tục xin lỗi. Em xin lỗi anh tại ông quản lý nói nhiều quá, sau này anh không đi làm, có chuyện gì mà gọi em xuống đây toàn để cho nước ngồi xuống rồi gọi nước xa thì mày cứ bảo anh gọi xuống là được mà anh có chút chuyện hỏi mày uống nước đi cho bình tĩnh mày như kiểu bị ma đuổi vậy thì đó vội mà sợ nhớ đâu anh cần việc gì quan trọng cho nên phải chạy mày xuống toàn đời con bé xong xuôi thì lúc này lên tiếng hỏi thật ra là anh muốn xin mày số với cái địa chỉ của ông thể hôm trước mà mày đã nhờ giúp cho mẹ đấy tí nữa anh mày gọi luôn cho anh để sáng mai anh đi sớm lên thư chuyện với ông được không được anh cái đó thì đơn giản thôi Thế thì em nhắn tin giúp anh cũng được Nhưng mà sao đột ngột vậy Tận lúc này mới ngồi kể lại tất cả sự việc cho Minh nghe Minh nghe xong lúc này thì cũng không có tin lắm Nhưng nhìn lại những vết tích trên người của Toàn cô hoảng hốt Đồng ý với những gì đồng nghiệp nói cô lấy máy rồi bấm số gọi cho thầy Hai lần có chuông nhưng không ai bắt máy Điều này khiến cho bản thân Toàn hơi lo Anh vẫn cố gắng nhẫn lại để chờ đợi Cho đến lần thứ ba thì đã có người nghe Đầu dưới bên kia là một giọng nói ồm ồm Nhưng nghe qua thì Toàn cũng có thể thấy được Ông ta là một người khá tử tốn Anh Dũng minh hẹn anh rồi lấy số Cảm ơn con bé xong Toàn nhìn con bé chạy lại công ty Rồi thanh toán tiền nước đi về Giả dạ anh phải vòng qua nhà lấy thêm chút đồ cho thuận tiện Rồi còn đặt ra sáng mai đi lên cho kịp giờ Về tới nhà mở cửa ra đã thấy những âm thanh xì xào Toàn biết là mọi người đang nhắm tới anh cho nên anh lặng lẽ vào nhà lấy đồ dùng, kiểm tra thật kỹ đóng cửa, bước ra ngoài lấy xe để đi. Bà hàng xóm bỗng chốc đi sang rồi nói chuyện. Hai vợ chồng có chuyện gì thì bình tĩnh nha, không được ầm lên đâu. Mọi người nói nhiều đấy. Dạ vâng, ạ con biết con chào bác. Trong tâm trí của anh lúc này chỉ nghĩ đơn giản, rồi sao đi chăng nữa, mọi chuyện đã qua, có cố gắng cũng không thể nào được nữa. Anh đi vào trong bệnh viện này thì thấy vợ cũng đa tình cho nên cũng bớt lo đáng được phần nào. chồng tuy nét mặt vẫn còn sợ sệt như vậy nhưng may sao có bố mẹ ở bên cạnh. toàn là lại bệnh viện cả ngày chỉ biết chạy đi chạy lại mua đồ, tiền vài cái thì ngồi gục ở một chỗ cho đỡ mệt. giờ thì bản thân của anh chỉ muốn đi nhanh nhất có thể, xử lý cho nhanh gọn lẹ, không để cho mấy thứ kia bám đến gia đình của mình nữa. trong anh như vậy thì cũng chẳng đủ sức để chiến đấu với cả một chặng đường dài. Cho đến khi mặt trời cũng đã tắt, gia đình cũng ăn uống xong, toàn mới xách ba lô vào vai. Sau đó rời đi sau những lời căn dặn của bố mẹ. Xa nhà của một cậu em sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không ngay. Khi tiếng chuông báo thức gieo lên là lúc 3 giờ sáng, toàn thức dậy, vệ sinh cá nhân, cùng với em trai đi ra ngoài xe rồi đi lên vùng xa kia. Vừa đặt lưng dưới ghế thì toàn đã lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Phải nói từ hôm đầu gia đình gặp chuyện như vậy, bây giờ Toàn mới có thể ngủ được một giấc trọn vẹn. Thay vì ôm cái thân sắc mệt mỏi khi đi mọi chỗ, ngủ ở nhà của em chưa đã lại nằm vật lên trên xe mấy tiếng đồng hồ. Khi bác tài ấy Toàn mở mắt ra, xuôi mắt vườn vai ngáp dài. Anh cũng cảm thấy ngại ngùng rồi cũng lắc đầu cho qua, cầm đồ đạc hành lý của mình xuống xe. Cảnh vật sương mù bao quanh trong tiết trời lạnh giá làm cho con người tàn tỉnh lại. Toàn đi theo địa chỉ đất được định sẵn, những dãy cây lớn mỏng sát nối nhau không dừng, Đường đi vào làng cũng chỉ là một con đường đất mà thôi. Đến trước cửa một căn nhà tranh, sầm sầm mùi khói hương, Toàn đưa tay gõ nhẹ. Cái âm thanh hôm trước Toàn nghe thấy điện thoại lại vang lên. Anh nghĩ rằng đã mò đến đúng địa chỉ, cánh cửa đừng mở ra ông lão đứng dậy với một phong thái ung dung kêu anh vào nhà toàn cũng bày biện những gì mình mua được trên đường ông thầy chỉ lắc đầu một cái nhìn chung quanh ra nó gần gù cơ thể của anh ngâm ký bao quanh mệt mỏi thấy rõ bây giờ thường hãy kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc những cái gì diễn ra ở bên trong căn nhà của anh toàn thấy vậy thì cũng kể lại tất cả mọi sự việc đang diễn ra cho thầy nghe không thiếu sót bất cứ chuyện gì Nghe xong ông thầy nói, anh nói như vậy tôi đã hiểu được phần nào, thế nhưng mà lý do tôi đang phân vân thì tôi chưa biết tại sao, cả một gia đình ma lại ở bên trong nhà anh được, đó là điều tôi đang thắc mắc. Thế được rồi, anh bảo có xe chuyến chiều thì tôi đi cùng anh, bây giờ cứ ở đây nghỉ ngơi, còn lại thì chờ đợi. Tôi nghĩ chỗ nhà anh đang có điều vô cùng thú vị đấy. Nói xong thì ông thầy đi vào bên trong buồng còn bình toàn ngồi bên ngoài. Cũng chẳng có làm gì anh dọn dẹp qua cho thầy Rồi sau đó ra ngoài ngắm chút cảnh thấy những màn sương bao phủ hết những hàng cây dài Không khí ở đây thật là thoải mái dễ chịu Nên là toàn cũng nảy ra một ý nghĩ Sau khi xong việc này Kiếm một hôm nào đó thoải mái để cả nhà đi Vừa ngắm cảnh vừa chờ đợi Đến bữa trưa bên hàng xóm đi sang thiết đãi thầy Cho nên toàn cũng chẳng biết làm sao mà đi theo ngồi trong bàn ăn cùng với những người lạ. Toàn chỉ dám ăn sơ qua vì bây giờ người cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống. Mãi cho đến đầu giờ chiều Toàn cũng đã nhận được cuộc điện thoại báo rằng xe đã tới. Anh cùng thầy nhanh chóng di chuyển. Lên trên xe cất đồ đạc, thầy ngồi im một lúc lấy một tấm bùa dán vào chiếc ghế làm cho Toàn khá ngạc nhiên. Làm cái này để làm gì vậy thầy? Sao trông lạ hoác vậy? Cảm nhận không có tốt thôi cho nên là tôi dán tấm bùa này cho chắc. Ở à đây trông anh mệt mỏi như vậy uống tạm viên này rồi ngủ đi. Phải tối mới về được nhà. Toán nghe xong gật đầu vâng giả, sau đó cầm viên thuốc đen của thầy cho vào miệng. Vì đắng mà có thể nói từ trước đến nay anh chưa bao giờ uống qua. Cảm giác như chỉ muốn tống tất cả ra ngoài. Thầy lại đầy mạnh làm một cái viên thuốc đó chui toàn vào bên trong mặt mũi của anh càng mở dần sau đó đổ gục trên nền ghế và thiếp đi lúc nào không biết toàn và thầy cứ như vậy đi mãi cho đến tận tối quay trở về thầy cứ một mực đòi ở lại bên trong nhà này làm cho toàn thấy lo sợ nay mới xuống như này thì chưa có làm ăn được gì cứ ở đây đi đã ta tìm cách toàn thấy như vậy đành mở cửa ra sắp xếp phòng ốc cho thầy nghỉ ngơi toàn lao đầu và dọn dẹp lúc nãy uống viên thuốc của thầy thì mọi chuyện cảm thấy ổn hơn cơ thể của anh như được mở ra vậy không giống như mọi ngày toàn lao vào dọn dẹp cũng tối anh cũng mời thầy ra ngoài ăn uống sau đó thầy hỏi về tình hình hiện tại thầy thấy bên trong nhà của anh lúc này âm khí đắp bao quanh nó nặng lắm cho nên tôi cũng đang xem xét ý thầy là sao à thầy đặt đũa vào cốc rượu rồi khán lên một tiếng rồi đáp rượu ngon thật đấy thì cũng như tôi nói rồi Chắc chắn là nó phải ở trong nhà anh Thì mới có chuyện nó lộng hành như vậy Đêm này ăn hẳn sẽ khó ngủ đấy Tôi thích cái này Nghe thấy thầy nói như vậy Toàn chỉ biết im lặng gần ngủ Sau khi ăn uống hai người quay trở về Thầy đi lên phòng được sắp xếp đặt lưng rồi nằm im Toàn tuy sợ nhưng cũng lên phòng của mình Nhưng không có điều gì bất chắc Thầy cũng đưa cho anh một tấm bùa để anh bớt sợ dặn dò có gì đi chăng nữa thì cũng không được ra ngoài. Âm thanh của những bước chân vàng lên rõ rệt, Thầy mỉm cười rồi nói, tới rồi. Tiếng trẻ con cười đùa nghịch vang lên, Thầy đi xuống dưới thì lại chẳng có gì. Nhờ khi ngoái lại tới phòng vệ sinh, thầy chỉ thấy mặt gương vỡ, những vết bồi bậm vết ra những lời đe dọa. Thầy cầm lấy cái gương bát quái của mình sau đó chậm chậm quanh nhà. Đột nhiên bụi bay mùa mịt tứ tùng không biết từ đâu thổi cả vào mắt thầy nhưng thầy vẫn bình tĩnh lấy ra một cành niêu ở trong tay đặt nó xuống toàn lúc này ở trên phòng vẫn đang run lên cầm cập chùm chăn kín mít bên trong nhà rõ ràng có gió nhưng không hiểu vì sao mà anh vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng tiếng cánh cửa cũng có dồn dập không ngừng tới sáng khi màn sương đã tan đi thì cũng là lúc toàn đi xuống dưới anh nhìn thấy thầy đang ngồi uống nước toàn tiến lại hỏi Vậy thì đã rõ nguyên nhân chưa à Cả đêm qua trên kia lúc nào cũng nghe thấy tiếng người gõ cửa Còn không dám ra ngoài Nghe thấy vậy thầy gật đầu Có thể là tôi đã tìm được hướng giải quyết Thế nhưng cần thêm sự giúp đỡ của mẹ anh và vợ anh Bởi vì hai người này đều bị nhập Toàn cũng đánh đò vì sợ nguy hiểm cho mẹ và vợ Nhưng thầy đã khẳng định vậy không có gì phải lo lắng nữa Cả gia đình trở về nhà nghe những lời thầy dặn sau đó nhanh chóng thu xếp để lập đàn. Quanh đi quần lại việc này rồi đến việc kia, chẳng mấy lúc mà thời gian chuyển về tối. Đúng quả thần câu nói đêm nắng năm trên nằm đá sáng, ai nấy cũng tất bận không có nghỉ tay. Toàn và bố thì cầm túi nước mà thầy đưa cho đi dài quanh khắp nhà, không thiếu một chỗ nào. Một cái đàn cũng được lập nên giữ nhà, cũng qua hỏi han thì biết nhà này chưa có cúng bái gì từ lúc dọn về những ánh nến đèn cây được đặt ra khắp nhà sáng như đèn điện ăn uống xong xuôi lúc này cả nhà ngồi lại nói chuyện với nhau thầy ngồi đó một cách bình thản để chờ đợi gió bên ngoài rít mạnh hơn đồng hồ đất điểm 11 giờ thầy bảo mọi người thất thiết điện rồi đốt lên làm cho mọi thứ bên trong nhà vẫn sáng thầy cho mẹ của toàn và thúy mặc lên những tấm lưới màu đỏ có dán chỉ chít những đá bùa uống một thứ nước gì đó sau đó bảo họ ngồi lên những tấm vải đỏ trộm lên đầu bằng một tấm nữa sau đó thì bảo hai người ngồi vào sau cầm chắc lít sợi chỉ đưa cho toàn vào bố của anh thầy cũng cầm sẵn một cành dâu rồi chờ đợi tiếng gõ vang lên bên trong nhà mọi thứ đều trở nên vô cùng căng thẳng toàn với bố thoát cả mồ hôi không hiểu vì lý do gì trời lạnh mà bên trong nóng Đột nhiên Thúy và mẹ chồng lên cơn co giật Hai người bị trói chặt vào vậy Thầy giang hiểu cho Toàn và bố của anh giữ chặt lấy sự chỉ Đợi một lúc thì im re Nhưng Toàn ngước lên thì thấy quen nhang đang cháy hơn bình thường Và lại phát ra tiếng cười Anh ấy cũng đều sờn hết cái ốc Chỉ có điều là vẫn điềm tĩnh Thầy mau chóng đích cảnh dâu rồi vỗ vào đầu của Thúy và mẹ chồng Tiếng gạo và tiếng rú vang lên như muốn thoát xa nhưng đã bị thầy làm phép khóa chặt lại tiếng trẻ con khóc ầm ầm quanh nhà thầy bắt đầu tra hỏi nhưng những vong hồn kia liên tục đe dọa đuổi cả nhà của toàn ra ngoài anh phải quỳ xuống cầu xin thảm thiết nhưng có lẽ là những cái lời nói đó đều không được thầy lúc này mới rung chuông bầu không khí lúc này như đang xoay chuyển vậy tiếng gào của trẻ con vang lên một cách đau đớn mẹ của thúy nổi điên nhưng không làm gì được chỉ có thể ở đó gầm gừ căn nhà bày hết đồ đạc này kia vỡ loạn xạ như một trận cùng phong ở bên trong vậy cơ thể ai nấy cũng lạnh cóng vô cùng khó chịu nhưng rồi sau một lúc im mắng tiếng khóc phát ra từ chỗ của thúy và mẹ của toàn rồi một câu chuyện bi thường đã được nói ra đây là một gia đình hạnh phúc nhưng rồi một vụ tai nạn xe đã cướp đi tính mạng của bốn người nơi đây cả nhà chết và họ được chôn ở chỗ này nhưng thần thích cũng chẳng nhiều mà chỉ muốn cướp cái chỗ đất họ ở mà thôi. Và thế rồi mấy ngôi mộ này cũng vĩnh viễn ở đây cho đến khi gia đình của Toàn dọn về làm nhà. Nhưng bao nhiêu năm rồi, trải qua bao nhiêu rồi thì nó lún khá sâu, Hoặc có thể như tất cả đâm mục hết, chẳng còn gì nữa. Nhưng đây trước đó đã là nhà của những vong hồn ở, sẽ lại bị cả những cái nhà này đè vào thì làm sao mà chịu được cho nên mới tìm cách để hồi họ đi vậy. Ngay đến đây toàn ngó nhìn sang bố, ngay cả bố của anh ta cũng có chút hoang mang, tất cả chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Thầy có suy nghĩ đánh đo một hồi sau đó nói. Thế bây giờ những câu hỏi mà ta suy nghĩ đã có lời giải đáp, bảo sao buổi chú khi đặt trong nhà này vô tác dụng. Thì ra các người ở đây rồi, nhưng khổ nỗi nhà này mới xây mà đập phá thì nó rất tốn kém. Ta làm cho cả nhà các người bốn cái hình thay thế rồi chuyển đi chỗ khác. Về phía của gia đình này thì có trách nhiệm cung bái như người trong gia đình của các người. Liệu ta nói như vậy hợp lý không? Và các người cũng không được làm hại họ mà phải phù hộ cho họ lúc nào cũng được bình. Sau khi đánh đò toàn vi bố cũng nói chuyện rồi xin cho gia đình kia đồng ý. Và thế là mọi chuyện đã có cách giải quyết. Hôm sau thầy lấy những thần dầu rồi cả dừa là muốn nền nhân sẽ đó bỏ vào trong cái quách gia đình của toàn cũng kiếm chỗ để cho người mất được yên nghỉ mọi thứ đều đã xong xuôi gia đình của toàn cũng đã có thể ổn định và quay trở lại cuộc sống bình thường sau những chuỗi ngày bất thường từ phía nhà mới cuối cùng ai nấy cũng có thể thoải mái để sống được tiền thể thì toàn cũng đưa luôn vợ và bố mẹ đi lên trên nhà của thầy để thăm hỏi cảm ơn và tận hưởng luôn một kỳ nghỉ sau khi kết thúc mọi chuyện về ngôi nhà đầy đáng sợ và như một đời kết thúc để mở ra một chương mới cho đôi vợ chồng trẻ này. <laughs> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.